Những cách đơn giản để cân bằng cuộc sống. Đường đời mà bạn lựa chọn sẽ định nghĩa bạn là ai. Do đó hãy dành mọi ưu tiên cho cuộc đời của chính mình. Hãy đầu tư chút thời gian để vẽ nên một bức tranh chi tiết về những điều mà bạn mong muốn và những cái mà bạn thực sự làm chủ được. Dùng bức tranh này làm bản đồ chỉ đường cho cuộc sống của mình. Hãy thử những lời khuyên dưới đây để sống cuộc đời mà bạn mong muốn. Học cách sống khôn ngoan với stress. Bạn thường phản ứng như thế nào với áp lực cuộc sống? Hãy chấp nhận một thực tế rằng không thể loại bỏ tất cả stress. Như thế bạn ít ra cũng thấy đỡ bức xúc hơn. Trên thực tế, stress, một khi được kiểm soát đúng, có thể mang lại cho ta động lực để phấn đấu. Nhưng nếu bạn xử lý nó không tốt, nó sẽ quay lại quật ngã bạn. Vậy vấn đề gây stress của bạn là gì? Liệu bạn có sẵn lòng loại bỏ chúng ra khỏi cuộc sống? Một khi đã xác định là không thể triệt tiêu chúng, ít ra bạn cũng có thể thay đổi phản ứng của mình. Đơn giản hóa mọi vấn đề. Bạn không cần thiết phải tỏ ra bận rộn từng giây mỗi phút trong ngày. Hãy tập thói quen nói không với những thứ mà bạn không muốn hoặc không có thời gian để thực hiện. Và đừng cảm thấy tội lỗi vì điều này. Thay vào đó, nên dành thời gian cho gia đình và bạn bè. Luôn lạc quan. Cố gắng dung hòa những điều tốt lẫn điều xấu. Cần phải nắm bắt cơ hội để đạt được thành công. Nếu gặp phải thất bại, không nên vì sự kiêu ngạo hay bi quan mà không rút ra được bài học nào cho riêng mình. Điều này sẽ giúp tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống và luôn nhắc nhở bạn không nên kiêu ngạo, mất ý chí. Tìm thấy niềm đam mê của bản thân. Trong cuộc sống, cần có một số niềm đam mê yêu thích cho riêng mình. Khi theo đuổi đam mê, bạn sẽ cảm thấy giảm căng thẳng và tập trung hơn. Điều này giúp xác định được mục đích và hướng đi rõ ràng hơn. Làm điều mình thích sẽ tạo động lực để bạn vượt qua mọi thứ dễ dàng hơn. Chăm sóc bản thân. Bạn không thể đạt bất cứ điều gì trong cuộc sống nếu bị bệnh tật. Bạn cần phải chăm sóc tốt cho bản thân, nghỉ ngơi đúng cách, ăn uống hợp lý và tập thể dục thường xuyên sẽ giúp bạn khỏe mạnh và đầy đủ năng lượng để làm tất cả những gì mình muốn. Bỏ thói chần chừ. Khi có việc cần làm, hãy làm ngay. Sự lãng tránh đôi khi tốn nhiều sinh lực hơn là việc thực sự tiến hành. Thậm chí khi cảm thấy rất miễn cưỡng bắt đầu một dự án nào đó, bạn sẽ quên mất những lo ngại ban đầu một khi đã vào cuộc. Bí quyết ở đây là bắt đầu với những phần đơn giản nhất, rồi bạn sẽ thấy thoải mái để bước vào những phần gai góc hơn. Học cách biết ơn và nhìn vào khía cạnh tích cực của cuộc sống. Bình lặng nghĩ về cuộc sống xung quanh, bạn tự hỏi mình phải biết ơn điều gì. Hãy dành vài phút mỗi ngày để viết ra ít nhất 5 thứ mà bạn hiểu rằng cần cảm ơn. Đó là một cách hiệu quả để đánh giá có bao nhiêu việc đã diễn ra đi đúng hướng cuộc đời bạn. Chịu trách nhiệm. Khoảng 30% thời gian tỉnh táo trong cuộc đời của con người là dành cho các hoạt động thiết yếu thường ngày. Hãy theo dõi khi nào sinh lực của bạn tốt nhất và tồi tệ nhất. Theo dõi nhịp sinh học cơ thể để biết cách tối đa hóa các chu kỳ tự nhiên. Trước khi đi ngủ, hãy dành vài phút để nghĩ về hôm nay và hình dung tới ngày mai. Đừng quên liếc vào danh sách các mục tiêu chính của cuộc đời để ngày mai bạn sẽ không hành động lạc hướng. Tóm lại, quá trình tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống diễn ra không có điểm dừng, đơn giản là vì cuộc sống luôn thay đổi. Nên đánh giá thường xuyên con đường mà bạn đang đi. Lấy lại cân bằng cuộc sống ngay vì bạn chỉ có một cuộc sống. Đừng quên giữ bình tĩnh, kiên định, có ý thức phấn đấu cho ước mơ của mình. Hãy ấn nút subscribe và nút chuông để theo dõi những video tiếp theo nhé.